Trong thời đại hiện nay, việc tận hưởng âm nhạc một cách thuận tiện, đơn giản nhất luôn được đánh giá cao. Nhưng sự tiện lợi đó đôi khi lại đánh đổi bằng chất lượng âm thanh cho ra. Khi xét về khía cạnh chất âm, thì hệ thống âm thanh phối ghép luôn được đề cập lên hàng đầu, bởi vì chúng không chỉ thể hiện được sự đẳng cấp trong hiệu năng, mà còn là phong cách được thể hiện trên từng thành phần phối ghép. Hãy cùng Techland khám phá lần lượt các dàn âm thanh phối ghép độc đáo và đẳng cấp sau đây nhé. Để giải đáp tại sao nên lựa chọn hệ thống âm thanh phối ghép thì ta sẽ phải so sánh chúng với hai giải pháp tiêu biểu khác là loa Bluetooth và loa Active. Giải pháp đầu tiên cũng đồng thời là cách tận hưởng âm nhạc tiện lợi nhất, loa Bluetooth. Một điểm mạnh rõ rệt của loa Bluetooth đó chính là tính di động và kích thước nhỏ gọn thì bạn có thể mang chúng đi theo mình bất cứ nơi đâu và không gian sẽ không bị giới hạn. Tuy nhiên thì loa Bluetooth lại cho ra chất lượng âm thanh hạn chế và thường có âm thanh không mạnh mẽ và không phù hợp cho việc nghe nhạc chất lượng cao. Điều này có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm nghe nhạc của bạn. Tiếp theo, chúng ta có lựa chọn tối ưu hơn, đó chính là loa Active. Cơ bản thì loa Active tích hợp âm ly nên thường có hiệu suất âm thanh tốt hơn, cung cấp âm thanh rất rõ ràng và mạnh mẽ khi bạn sử dụng để nghe nhạc hay là xem phim. Nhưng điểm yếu mà chúng mang lại chính là phần nào giới hạn về khả năng tái tạo âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là khả năng phối ghép linh hoạt. Bởi vì chúng đã được thiết kế theo cơ chế tích hợp sẵn nên là việc nâng cấp hay là thay thế các thành phần gần như là không thể. Vậy nên, loa Active có thể gây khó khăn cho những người muốn xây dựng hoặc là nâng cấp hệ thống âm thanh phức tạp. Vậy, nếu bạn muốn tận hưởng chất lượng âm thanh đỉnh cao cùng với việc cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhạc thì đầu tư dàn âm thanh phối ghép sẽ là giải pháp ưu việt nhất dành cho bạn. Mang đến sự linh hoạt đáng kinh ngạc, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ từ loa đến âm ly, subwoofer hay là dây cáp để phù hợp với nhu cầu và phong cách riêng của bạn. Hệ thống âm thanh phối ghép đem lại độ chi tiết, độ sáng và độ sắc nét tuyệt vời cho âm nhạc của bạn. Ngoài ra, hệ thống âm thanh phối ghép không chỉ là một công cụ âm nhạc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật cho không gian sống của bạn. Bạn có thể tạo ra một trải nghiệm thẩm mỹ vượt trội, phù hợp với thiết kế nội thất hay là thẩm mỹ riêng của mình. Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành, Techland sẽ đưa ra những gợi ý phối ghép dựa vào chất âm, phong cách cũng như là phản hồi tích cực của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề cao độ tiện dụng của những bộ phối ghép nên các sản phẩm âm ly được gợi ý sẽ đều tích hợp đầy đủ cả nguồn phát, giải mã và khuếch đại. Những bản sao test sẽ được cập nhật sớm ở trên YouTube của Techland, nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn hãy đến và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại 39 trang thi nhé. Bây giờ, hãy cùng đến với những gợi ý phối ghép của Techland. Đầu tiên sẽ là bộ phối ghép sử dụng âm ly Blue Aura V40 cùng với cặp loa Kyo Acoustic 3050i phiên bản màu gỗ. Khi xét về hiệu năng thì âm ly V40 sử dụng hai nguồn biến thế riêng biệt nên dòng ra được lớn và có thể kiểm soát tốt nhiều loại loa. Vậy nên thì sản phẩm có thể kết hợp với Kyo Acoustic 3050i để cho ra chất âm tự nhiên và giàu chi tiết. Bộ phối ghép này không chỉ nâng cao hiệu năng mà chúng còn đẹp ở mặt ngoại hình. Combo tròn và những điểm nhấn thiết kế tinh tế trên cặp loa 3050i như viền chrome xung quanh màng loa thực sự mang đến những nét sang trọng. Với âm ly Blue Aura V40, hệ thống 3 bóng đèn bắt mắt ở phía trước cùng với những đường cắt gọt CNC sắc nét khiến cho chúng trở nên cực kỳ cao cấp và hơn những gì chúng ta kỳ vọng từ một mẫu âm ly chỉ dưới 20 triệu. Mang đến hơi hướng hơi vintage, cổ điển qua hệ thống đèn vui mắt của V40, cùng với đó là lớp hoàn thiện gỗ tối màu của cặp loa 3050i thì đây là một sự kết hợp tuyệt vời của một trong những sản phẩm âm ly độc đáo nhất hiện nay cùng với một mẫu loa đã được luôn được đánh giá cao từ các trang báo uy tín. Đặc biệt là khi để dưới những không gian sử dụng ánh đèn vàng và nền tường gạch như là ở đây thì chúng không chỉ là điểm nhấn cho không gian của bạn mà còn tạo sự đồng nhất về thiết kế, rất cổ điển phải không nào? Tiếp theo sẽ là combo phối ghép Blue Aura Blue 1 cùng với cặp loa Audio Vector QR3 phiên bản màu trắng. Nhìn chung, âm ly Blue 1 sở hữu thiết kế tương đối cơ bản, nhưng từng chi tiết nhỏ đều được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, như là màn hình LED nổi bật ở phía trước, hay là những chi tiết núm xoay được cắt gọt CNC sắc nét. Còn khi nhắc tới Audio Vector QR3, cặp loa sở hữu thiết kế hiện đại nhờ phong cách tối giản với lớp sơn lì trắng. Hơn nữa, điểm nổi bật của QR3 còn nằm ở đường viền loa được gia công từ nhôm dày và cứng, chuyên dụng trong ngành hàng không. Nhân tấm kim loại viền đó, nó cũng đồng thời được mạ anốt bằng màu xám titan rất hiện đại. Ngoài ra, ở trước màng loa tuýt còn được trang bị lưới mạ vàng trông rất bắt mắt và tinh tế.
Do đó, QN3 có thể dễ dàng hòa hợp với nhiều kiểu không gian cũng như là thiết kế nội thất trong gia đình. Vậy nên, khi kết hợp cùng với Omni Blue 1, combo phối ghép này mang tới một phong cách tối giản, hiện đại mà cũng vô cùng cuốn hút nhờ sự tương phản mà hai sản phẩm tạo nên. Ngoài ra, nhờ sự đa dạng với các cổng kết nối được tích hợp trong Blue 1, các phối ghép cung cấp nhiều sự thuận tiện trong quá trình trải nghiệm. Cuối cùng là bộ phối ghép Blue Sound Power Note Edge và loa audio Vector QR1 phiên bản màu đen. Sự kết hợp của phong cách thiết kế hiện đại và hiệu năng âm thanh xuất sắc tạo nên một combo phối ghép đẳng cấp. Nếu như người chơi âm thanh nghĩ rằng vì thiếu không gian nên không thể đầu tư vào một hệ thống hi-fi chất lượng tốt thì Power Note Edge hiện lên như một giải pháp hàng đầu. Vẫn quen thuộc với một thiết kế siêu nhỏ và gọn gàng như các sản phẩm khác của Blue Sound, Power Note Edge có thể đặt ở bất cứ nơi nào như là trên bàn làm việc, trên kệ sách hay là đặt trên một giá đỡ TV. Thiết kế của Omni thì vô cùng hiện đại và tối giản nhờ lớp sơn lì trắng kèm theo đó là màn hình cảm ứng nhỏ ở phía trước. Ngoài ra thì sản phẩm cung cấp nhiều tính năng và sự linh hoạt trong việc phát nhạc từ nhiều nguồn khác nhau. Và một điểm mạnh nữa chính là việc điều khiển tất cả các thao tác qua BlueOS. Một ứng dụng có thể được tích hợp tất cả từ kết nối, điều chỉnh âm học hay phát nhạc từ các nền tảng trực tuyến như là Tidal hay là Cobus. Còn với loa audio Vector QR1, từ mọi góc độ, phía sau hay là phía trước, sự chặt chẽ của các đường nối và những chi tiết tinh xảo đã thực sự cho thấy sự trau chuốt về phần hình thức của hãng loa cao cấp đến từ Đan Mạch. Lớp sơn đen bóng cùng với nhiên viền nhôm cao cấp tạo nên một vẻ hiện đại và thanh lịch. Không chỉ hấp dẫn từ bên ngoài, QR1 còn cung cấp âm thanh chi tiết và mạnh mẽ với chất lượng cao. Do đó, bộ phối ghép này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và hiệu năng âm thanh đỉnh cao. Và đó là ba bộ phối ghép mà Techland gợi ý trong tầm giá từ 20 cho đến 50 triệu. Hiện nay, các sản phẩm loa Omni phối ghép đang có sẵn tại Techland với một mức giá ưu đãi. Hãy nhanh tay liên hệ để nghe thêm tư vấn và thông tin chi tiết hơn về sản phẩm nhé. Và đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi biết đâu là bộ phối ghép của bạn ấn tượng nhất ở dưới phần comment và đón chờ phần 2 với những bộ phối ghép cao cấp hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!